34. Cô Con không đồng ý. Mẹ, con không đồng ý. Trước kia, con đã không đồng ý với ý định cướp văn vật. Nhưng là con trai mẹ, con là thiếu chưởng môn, con bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Đúng chứ, kết quả thì sao? Con với Hoàng Nghị suýt chút nữa thành kẻ thù ở Từ Châu. Nếu như không phải Hoàng Nghị cho chúng ta một lối thoát, thì hội Đăng Thanh chúng ta coi như xong rồi. Nếu như hôm đó đánh thật, thì cả hai bên đều thiệt hại, văn vật bị quỷ. Cậu ta có thể không cho chúng ta đi sao? Được. Mẹ, vậy sau này vì bảo vệ con, Hoàng Nghị, Chính Thu, Nhược Tư đã mạo hiểm cả việc liên quan mà thả con đi. Chỉ dựa vào điểm này, mẹ không nên có ý định cướp văn vật chứ. Mẹ, Hoàng Nghị cũng không dễ dàng gì. Vì lô văn vật này, cậu ấy đã mang cả tính mạng của mình đi rồi. Bây giờ ở trong tay người Nhật, sống chết thế nào không biết. Lúc này chúng ta cướp văn vật, chúng ta có xứng với cậu ấy không? Có xứng đáng với những người anh em đã chết trên đường tới Nam Kinh không? Mẹ thấy con cảm thấy có lỗi nhất chính là người trong lòng con thì có. Mẹ thật lòng mà nói, Chính Thu thế nào, Chính Thu đối với con thế nào, con cũng không cần phải thấy mang ơn nó. Nó giúp con như vậy, không phải là nó có chuyện muốn con giúp sao? Mẹ đang nói chuyện đảng Cộng sản tìm chúng ta hợp tác sao? Con biết thì tốt. Chính Thu với con quen nhau 5 năm rồi. Tìm chúng ta nói chuyện hợp tác là chuyện của 2 tháng trước. Mẹ không thể gộp lại được. Lúc trước cô ấy không đồng ý với con, không chấp nhận con, là vì lập trường của chúng con không giống nhau, không có kết quả. Nhưng bây giờ thì khác, không còn vấn đề gì nữa. Cô ấy đã đồng ý bên cạnh con rồi. Lập Văn, nếu như con có thể lấy bản lĩnh theo đuổi Chính Thu ra để giúp đỡ hội Đăng Thanh, thì mẹ cũng không cần lo tới vậy. Mẹ, con vì hội Đăng Thanh làm ít sao? Con hy sinh vì hội Đăng Thanh còn ít sao? Con đội lốt đen lên người không phải là vì hội Đăng Thanh sao? Sau khi con tốt nghiệp đại học, con hoàn toàn có thể làm một công việc mà mình thích. Con có thể ở bên cạnh người con thích, hoàn toàn có thể sống cuộc sống mà con muốn. Con không cần nói gì hết. Mẹ chỉ hỏi con một câu. Mẹ muốn lấy được lô văn vật này, con sẽ làm thế nào? Mẹ, đây là mẹ ép con. Hôm nay con nhất định phải cho mẹ một câu trả lời rõ ràng. Mẹ, hôm nay con đã nói ra những lời này với mẹ. Nếu như mẹ vẫn như vậy, thì Trung với Hiếu, con không thể làm tròn cả hai được. Được. Mẹ muốn xem Trung với Hiếu, con không làm tròn được cả hai thế nào. Con là con trai mẹ, con rời khỏi hội Đăng Thanh. Được. Con đã muốn rời khỏi hội Đăng Thanh từ lâu rồi, có phải không? Con không chỉ có thể rời khỏi hội Đăng Thanh, thậm chí con còn có thể bỏ luôn quan hệ mẹ con của chúng ta. Cút. Cút đi cho mẹ. Đuổi ra ngoài. Trưởng môn, trưởng môn. Trưởng môn. Mẹ, đừng căng thẳng quá trưởng môn. Mẹ, đây là... Sao lại có máu? Anh Lập Văn. Mẹ, anh chả ra làm sao cả. Mẹ, phu nhân đã... Cô đừng nói, sao lại có máu chứ? Mẹ tôi bệnh, sao không nói với tôi? Tại sao không nói với tôi? Đã khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao? Đây là lần thứ tư phu nhân ho ra máu rồi. Tôi đã bí mật cùng phu nhân đi khám mấy người bác sĩ có tiếng, nhưng mà mấy người đó đều nói phu nhân mắc căn bệnh không thể chữa được. Còn bao lâu nữa? Nhiều nhất là nửa năm. Mẹ, anh đừng vào trong đó. Anh Lập Văn. Mẹ, anh Lập Văn. Mẹ, anh Lập Văn. Anh đừng vào trong đó. Mẹ. Bây giờ cậu không còn là con trai của tôi nữa. Cậu đi nói với Nhậm Chính Thu. Từ nay về sau, cậu không còn quan hệ gì với hội Đăng Thanh của chúng tôi nữa. Như vậy thì cậu sẽ dễ làm người hơn. Mẹ,
Anh Lập Văn, mẹ, anh để cho phu nhân nghỉ ngơi đi. Anh Lập Văn, mẹ, anh Lập Văn, anh nghe tôi nói, anh Lập Văn. Anh Lập Văn, anh đứng dậy đi. Anh Lập Văn, bây giờ chỉ có một người có thể khuyên được phu nhân. Hoàng Nghị, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh không được xảy ra chuyện gì nhé. Mời vào. Sư huynh, sao anh lại tới đây? Có phải có tin gì của Hoàng Nghị rồi không? Có phải Hoàng Nghị xảy ra chuyện gì rồi không? Đừng kích động, không phải chuyện của Hoàng Nghị. Sao vậy? Mẹ anh xảy ra chuyện rồi. Chưởng môn, Nhược Tư tiểu thư tới thăm bà. Sư phụ, con tới thăm người đây. Nhược Tư, người đừng cử động, con dìu ta dậy. Sư phụ, người làm sao vậy? Sư phụ, sắp không xong rồi. Người đừng nói như vậy. Bị ốm thì chúng ta tìm bác sĩ chữa, nhất định sẽ chữa khỏi. Đợi người khỏe rồi, người còn phải dạy con thủ nghệ nữa. Bệnh của ta, ta biết rõ. Chỉ là mỗi khi được gặp con thì lại thấy luyến tiếc. Ép con làm học trò của ta, lại ép con làm trưởng môn. Ta biết những điều này đi ngược lại với ý nguyện của con. Con đừng trách ta. Sao con có thể trách người được chứ? Người cứu con từ trong tay người Nhật ra là ân nhân cứu mạng của con. Con biết người là thật lòng thích con, yêu thương con. Người xem quần áo người tặng con, hôm nay con mặc rồi, có đẹp không? Đẹp lắm. Người vẫn chưa uống thuốc đúng không? Con đút người uống nhé. Nào. Là Lập Văn bảo con tới đúng không? Con xem mấy tên quan lại tham ô muốn dồn Lập Văn và Hoàng Nghị vào chỗ chết. Chẳng qua là vì chỗ dân vật đó, ta chỉ là không chịu được, không muốn để cho họ đạt được nó. Sư phụ, con hiểu tâm trạng của người. Trước đây ta từng nói với con, cả đời này của ta có hai việc đáng tiếc. Một là 22 năm trước đã lạc mất con gái của mình. Chuyện còn lại là 5 năm trước làm mất thiếp Trung Thu. Hai chuyện này giống như hai con dao, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào tim ta. Nhưng cơ thể ta bây giờ đã như thế này rồi, ta sợ không còn nhiều thời gian để tìm con gái của mình nữa. Nếu như ta còn không tìm được thiếp Trung Thu, vậy thì ta sẽ chết không nhắm mắt. Sư phụ, nếu người không chê con đần độn, người cứ coi con như con gái đi. Vậy thì tốt quá. Mẫu thân ở trên, xin nhận của con gái một lại. Nhanh, nhanh đứng dậy. Chúc mừng trưởng môn có được ái nữ. Chúc mừng Nhược Tư. Mẹ nuôi. Mẹ, chúc mừng. Ai cho cậu vào? Mẹ cho con chút sĩ diện đi. Mẹ nuôi, nể mặt con, tha thứ cho anh Lập Văn đi. Đúng vậy,
Con qua đây. Mẹ, mẹ cho con biết, con phải đối với Nhược Tư giống như em gái ruột của mình. Con phải yêu thương bảo vệ nó. Mẹ yên tâm đi, ai bắt nạt em gái con giết chết hắn. Cảm ơn anh. Tiểu Nguyệt, cô bảo Du tổng quản nhanh chóng tới phòng hội nghị, tôi có lời muốn nói. Vâng. Chú Du, chú Du, Lập Văn. Sư huynh, tình hình sức khỏe của muội thiết nghĩ huynh cũng biết rồi. Mấy năm nay nhờ có huynh quán xuyến hội đan thanh, nếu không thì sẽ không có hội đan thanh của ngày hôm nay. Sư muội, muội đừng có xem huynh là người ngoài. Phò tá trưởng môn xử lý các sự vụ trong hội là lời di nguyện của sư phụ lúc sắp lâm chung, cũng là điều mà Du Hồng cam tâm tình nguyện. Tâm ý của sư huynh muội biết. Bây giờ cũng tới lúc muội nên nói ra di nguyện của mình rồi. Sư muội, muội không thể nói như vậy được. Đúng vậy mẹ, đừng nói như vậy. Mẹ nuôi, bệnh của mẹ nhất định sẽ chữa khỏi. Vừa rồi muội đã nhận Nhược Tư làm con gái nuôi của muội, cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện của muội bao lâu nay. Chuyện tốt, chuyện tốt. Chúc mừng sư muội, sư huynh. Huynh là người mà muội tín nhiệm nhất đời này. Muội hy vọng huynh có thể phò tá Nhược Tư giống như năm đó phò tá muội, hãy dạy cho nó những kinh nghiệm trong giang hồ, làm rạng rỡ truyền thống của hội đan thanh ta. Sư muội yên tâm, huynh nhất định sẽ phò tá tân trưởng môn, sẽ không phụ sự ủy thác của muội. Cảm ơn Du tổng quản. Tân trưởng môn khách sáo rồi, nên làm là điều nên làm thôi. Sư phụ, bây giờ vẫn chưa có tin tức của Hoàng Nghị sao? Hôm đó con đã hạ lệnh của trưởng môn, các anh em ở hai đường khẩu là Phố Khẩu và Nam Kinh đều đã đi tìm tung tích của cậu ấy. Mẹ nghĩ nhanh chóng sẽ có tin thôi. Nhược Tư, cậu đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về? Mình tới chỗ sư phụ. Có tin của đội trưởng Nhậm chưa? Nhược Tư, người của họ vẫn đang nghe ngóng tin tức của đội trưởng Nhậm. Hãy tin mình, nhất định sẽ tìm được anh ấy. Mình rất lo cho anh ấy. Mình hiểu tâm trạng của cậu. Đừng sợ, đừng sợ nha. Đợi một chút, làm cái gì đấy? Trưởng quan, tôi tới gặp Chu trưởng môn của chúng tôi. Là Chu tiểu thư sao? Là trưởng môn phái tôi tới gặp Chu trưởng môn, có chuyện cần thương lượng. Có chuyện? Là chuyện gì? Thương lượng chuyện cứu đội trưởng Nhậm Hoàng Nghị. Đội trưởng? Như vậy, cậu đợi một chút. Trần Hải, đây là A Cường của hội Đăng Thanh. Tôi đã từng gặp cậu ấy.
Chu trưởng môn, chúng tôi đã liên lạc được với tên người Nhật bắt đội trưởng Nhậm đi rồi. Hoàng nghĩ thế nào rồi? Điều này tạm thời còn chưa biết. Có điều người Nhật yêu cầu lấy thiếp Trung Thu để trao đổi đội trưởng Nhậm, cho nên La trưởng môn mời Chu trưởng môn cầm thiếp Trung Thu lập tức tới khách sạn Phố Khẩu gặp để bàn luận làm sao cứu đội trưởng Nhậm. Sao không phải là hội Đăng Thanh mà phải tới khách sạn Phố Khẩu? Thủ hạ phụng mệnh tới gặp Chu trưởng môn. Còn vì sao La trưởng môn muốn gặp ở khách sạn Phố Khẩu thì thuộc hạ không rõ. Sao Tiểu Nguyệt không tới? Tiểu Nguyệt còn chăm sóc La trưởng môn, cho nên phái tôi tới. A Cường, cậu đợi tôi một chút. Được. Nhược Tư, không kể bất cứ giá nào cũng phải cứu được Hoàng Nghị ra. Cầm lấy đi. Cảm ơn viện trưởng Mã. Nhược Tư, nhất định phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi, cháu sẽ cẩn thận. Hay là tôi phái người đi cùng chị? Không cần, hội Đăng Thanh không muốn làm quen với người ngoài, tôi vẫn nên đi một mình thôi. Cũng được. Vậy có tin của Hoàng Nghị, lập tức phái người thông báo. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ đi cứu cậu ấy. Nhược Tư, phải chú ý an toàn. Cháu sẽ chú ý. Cảm ơn. Vậy cháu đi đây. Được. Bác à, bác muốn đi đâu? Ra ngoài mua thức ăn. Bác vất vả rồi. Đồng chí Đinh Dương đã tìm được đội trưởng Nhậm rồi. Ở đâu? Bị người Nhật nhốt trong khách sạn Phố Khẩu. Vậy tốt quá. Đồng chí Hách Minh, tôi phải quay trở về báo cáo với viện trưởng Mã, tổ chức cứu viện. Có cần tôi phái người cho cô dùng không? Không cần, đủ người rồi. Mẹ nuôi, con tới để từ biệt mẹ. Nhược Tư, con muốn đi đâu? Nhược Tư, Nhược Tư, Nhược Tư, Nhược Tư. Nhược Tư, Nhược Tư, Nhược Tư, Nhược Tư. Phu nhân, Tiểu Nguyệt, cô mau đi tìm Lập Văn, kêu nó đi xem thử Nhược Tư. Hình như nó xảy ra chuyện rồi. Được, bây giờ tôi đi ngay, mau đi đi. Bà chủ, khách ở phòng 105 cảm thấy phòng quá ồn, ông ấy muốn đổi phòng khác. Được, được. Đợi chút. Tôi xem thử cái đĩa này của ông. Là chủ môn ở trong phòng đó. Xin mời. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sian Tan Giung, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, thân phận của hai chúng ta cũng sẽ bị lộ. Anh nói xem cấp trên sẽ sắp xếp cho chúng ta thế nào. Chi Kun Chun, tôi hy vọng cấp trên có thể cho chúng ta sớm được trở về nhà.
Các người làm gì Nhậm Hoàng Nghị rồi? Chu tiểu thư, cô vẫn nên lo lắng một chút sự an toàn của bản thân cô đi. Viện trưởng Mã, Ngô tiên sinh, Lập Văn, Nhược Tư đâu? Không phải là trên tàu sao? Nửa tiếng trước, người của hội Đăng Thanh tới đón Nhược Tư đi rồi. Nói là muốn gặp cô ấy ở khách sạn Phố Khẩu để bàn về chuyện cứu Hoàng Nghị rồi. Không thể nào, cháu dở nhà đi, mẹ cháu còn ở nhà. Chuyện này... hỏng rồi. Người Nhật chắc chắn đang ở khách sạn. Nhược Tư bị lừa rồi, tôi lập tức phái người đi ứng cứu. Tôi cũng muốn về nhà, nhưng cơ hội về nhà vô cùng mù mịt. Trông chừng cho kỹ Chu Nhật Tư, còn lại theo tôi. Rõ. Là cô. Mau, mau lên. Đi mau. Mau. Bên này. Mau lên. Bên này, đi. Hổ tử, phá cửa. Hoàng Nghị. Hoàng Nghị. Không sao, không sao rồi. Đã kết thúc rồi, không sao. Đáng tiếc, để Hoành Gia chạy mất. Dọn dẹp chiến trận, xử lý người thương vong. Rõ. Vừa nãy chiến đấu với Hoành Gia, sao không nhìn thấy cô Chi Ma? Ga tàu Phố Khẩu cậu có thể nhìn thấy chứ. Tôi muốn cho cậu tận mắt nhìn thấy tàu chở văn vật bị nổ tung. 1, 2, 3. Đến xem thử đi. Lần sau mua thịt cứ tìm tôi. Bảo đảm anh vừa ý. Được được, lần sau nhé, tôi chuyển sau. Tiểu Dương, rau xanh mới hái đây. Đến xem thử đi, tôi xem nào, rau xanh. Sư phụ, ông có mua cải trắng không? Rau xanh tươi ngon đây, cậu bán rau sao? Đúng, tôi là người bán rau, tôi có một lô cải trắng, nhưng giờ tôi phải về nhà có chút chuyện, nên không có thời gian đi bán. Thế này đi, tôi bán thấp hơn một nửa so với giá thị trường, anh coi được không? Như vậy không được, không phải cái gì mà không được chứ. Tôi quả thật không có thời gian đi bán. Sư phụ, anh làm ơn, giúp tôi kiếm chút tiền lộ phí. Thế thì anh không phải lỗ lớn sao? Sao có thể lỗ lớn chứ? Còn hơn là bị thối trong tay. Sư phụ, tôi thấy anh mua nhiều rau như thế, tôi biết anh chắc chắn làm việc cho nhà nước. Anh thử nghĩ xem, anh trở về cứ theo giá thị trường, số tiền còn lại không phải là...
tốt biết bao. Hơn nữa rau của tôi chắc chắn ngon hơn của anh. Vậy tôi phải xem rau của anh thế nào đã. Được được, đi, chúng ta cũng không nên quá đáng quá. Nào sư phụ, anh coi, không lừa anh chứ. Anh coi chỗ rau trắng này được không? Tôi xem đã. Nếu được, lát nữa tôi chuyển qua cho anh. Đứng lại. Cái đó. Trưởng quan, tôi là lão Bạch của bên nhà ăn. Ra ngoài mua thức ăn, giấy tờ. Đúng rồi, hôm nay chúng ta có thịt ăn này. Đúng vậy, tối hôm nay nấu thịt cho mọi người ăn. Bạch sư phụ, vất vả cho anh rồi. Mời vào. Đâu có, các anh vất vả rồi. Mở cửa. Đội trưởng, sao tôi cảm thấy anh ta với người trước đây đưa thức ăn có chút không giống. Thật sao? Cậu là thần hồn nát thần tính rồi. Tôi đã xem giấy tờ không sai. Lão Bạch tới rồi. Hai người đến giúp đem thức ăn vào đi. Được. Cầu xin anh, cầu xin anh đừng giết tôi. Nhớ kỹ, khoang tàu số 15, bên trong đều là thư họa, chỉ cần đốt cháy nó thì không ai có thể cứu được danh vật trên tàu nữa, hiểu chưa? Rõ. Làm gì thế?
hai người các cậu cảnh giới. Rõ. Chuyện gì thế? Người Nhật giả đầu bếp trà trộn vào đây, mang dầu đổ lên khoang tàu, muốn đốt cháy hết văn vật. Thật sự lòng dạ ngông cuồng. Mai mà có Hoàng Nghị tới kịp, một phát bắn bay bật lửa, bảo toàn được khoang tàu. Anh! Đội trưởng, Hoàng Nghị! Đây là quân nhân đế quốc chúng ta, dùng sinh mạng để đổi lấy chiếc hộp này. Sáng sớm ngày mai, đi chuyến bay sớm nhất, đem thiếp Trung Thu đưa tới Bộ Tư lệnh Quan Đông diện kiến tướng quân Hoshino Shigeri, hiểu không? Rõ. Anh đau không? Không đau. Y thuật của em tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Anh, trên người anh nhiều vết thương như vậy, sao có thể không đau được? Thật sự không sao. Vừa nãy chỉ là mệt quá ngất đi. Điền Huệ, có chút chuyện anh muốn hỏi em. Hoàng Nghị, chú Mã, chú Ngô thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi. Điền Huệ, có mấy anh em bị thương ở phố khẩu, em đi xem họ thế nào đi. Được. Hoàng Nghị, cháu lại một lần nữa bảo vệ được tàu chở văn vật. Chúng ta thật sự không biết phải cảm ơn cháu thế nào. Chú Ngô, bảo vệ tàu chở văn vật là trách nhiệm của cháu. Bao nhiêu anh em đã hy sinh tính mạng để bảo vệ tàu như vậy, cháu thế này thì tính là gì? Việc tiếp theo của cháu cứ giao cho đội phó Diệp làm đi. Cháu tranh thủ thời gian dưỡng thương cho tốt. Không sao, cháu là một quân nhân, chút thương tích này có đáng là gì? Coi như là bị chó cắn đi. Hoàng Nghị, chuyện cháu bị ngất có khi nào có liên quan tới nội gián đã giết hại nhân viên điện đàm đó không? Đại tổng quản, cầm số tiền này, mau chóng trốn khỏi phố khẩu đi. Tổng quản, tôi không đi. Tôi phải ở lại giúp anh. Tạm thời cậu rời khỏi đây chính là giúp tôi. Đợi tôi lên làm trưởng môn rồi thì cậu hẳn quay về. Tôi nhất định sẽ trọng dụng cậu. Đa tạ Du tổng quản. Nhớ kỹ, lập tức rời khỏi. Vâng. Rất rõ ràng, trong hội đăng thanh nhất định có người muốn dồn Nhật Tư vào chỗ chết. Hơn nữa còn cấu kết với người Nhật. Tôi nghe Nhật Tư nói người tìm cô ấy tên A Cường. Chuyện này rất nghiêm trọng, tôi phải trở về hội đăng thanh một chuyến. Được, tôi đi đây. Còn đau không? Không ngờ anh đã vì em mà chịu nhiều sự dày dò của Triệu Quang Hy như vậy. Không cần tự trách. Bây giờ anh có thể khẳng định Triệu Quang Hy lên tàu không phải chỉ vì em mà còn vì văn vật nữa. Cho dù không có em, Triệu Quang Hy cũng sẽ gây phiền phức cho anh, bởi vì anh đã cản trở chuyện của hắn. Mấy ngày nay tuy là đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhiều nguy hiểm, anh vẫn giữ nó lại. Anh giúp em đeo nó lên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh vẫn còn sống. Thật là tốt. Anh không thể chết được. Anh không thể để em làm bà Triệu được. Còn có ngọc bội, anh nhất định nghĩ cách đoạt về. Ngọc bội không sao. Chỉ cần anh khỏe, thật khỏe là tốt rồi. Điền Huệ, có chút chuyện anh muốn hỏi em. Anh, những tội mà anh gặp phải đều do em mà ra. Em xin lỗi anh. Đinh Dương, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người đã kịp thời tìm ra khách sạn giúp anh và Nhược Tư thoát khỏi nguy hiểm. Đúng vậy, Dương Dương, cảm ơn cậu. Đội trưởng Nhậm không cần khách sáo. Chúng ta yêu nước giống như nhau. Đối với chuyện bảo vệ văn vật này, chúng ta không nên phân biệt rõ ràng. Nói rất đúng.
Trước mắt thì trận chiến này chúng ta không lạc quan cho lắm. Trước tiên là nhân viên điện đàm bị giết, rồi tới anh hôn mê bất tỉnh tên nội gián này bên cạnh chúng ta, rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bây giờ điều tra tên nội gián này không có chút manh mối, nhưng có một chuyện có thể khẳng định. Thiếp Trung Thu đã không còn tác dụng kiềm hãm đối với Hân Gia nữa, cho nên bây giờ chúng ta phải đối mặt với nguy hiểm càng lớn hơn. Nhân vật của chúng ta phải mau chóng tìm được nơi cất giữ an toàn. Hoàng Nghị, Liên Huệ hình như rất thông hiểu đối với triệu chứng hôn mê của anh nói xem trong chuyện này có liên quan gì không? Nói thêm người thì thêm người, nên đổi vị trí thì đổi vị trí, để cho các anh em có thể bảo đảm được thể lực, canh giữ tốt vị trí. Được, anh ăn cơm thôi. Anh thật sự cũng đói rồi. Đội trưởng, tôi đi trước đây. Nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. Anh ăn cơm đi. Anh nhớ là lần trước, trước khi anh bị ngất, hình như uống bát canh em đem tới. Điện Huệ, anh hỏi em, lần đó trước khi em bị ngất đi, em đã từng gặp những ai thế? Lần cuối em ăn là cái gì? Em không nhớ nữa. Ai có thể hại em chứ? Anh nghi ngờ người hạ độc trong cơm là cùng một người, cũng là hung thủ giết hại nhân viên điện đàm. Không phải. Sao em chắc chắn như vậy? Điện Huệ, chắc không phải em biết chuyện gì đó chứ? Em có chuyện gì giấu anh? Em nói đi. Em xin lỗi anh. Thuốc hạ độc anh là do em bỏ, còn nhân viên điện đàm thật sự không phải em giết. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Em muốn sau khi anh ngất đi, em sẽ đưa anh đi tới một nơi thật an toàn, chỉ có hai chúng ta. Bởi vì tình hình bây giờ, em thật sự rất sợ hãi. Em có biết em làm như vậy là ấu trĩ không? Em suýt chút nữa làm hỏng chuyện lớn rồi. Em sai rồi anh. Em xin lỗi. Em thật sự không ngờ anh sẽ bị Triệu Quang Hy bắt, còn phải chịu nhiều sự dày dò như vậy. Em thật sự rất hối hận. Liên Huệ, anh rất vui khi em bằng lòng nói sự thật cho anh biết. Anh không trách em. Anh cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Vậy anh còn nhận người em gái này nữa không? Đương nhiên anh nhận người em gái này rồi. Vậy sau này anh còn ăn cơm em nấu nữa không? Đương nhiên rồi. Chắc chắn vẫn ăn chứ. Anh thích ăn nhất là cơm Điện Huệ làm. Lúc ở Bắc Bình, Hôn Gia 5 lần 7 lượt tiếp cận Điện Huệ. Tên lưu manh, Điện Huệ lại không nói quen biết Hôn Gia. Tôi cho rằng mục đích Hôn Gia làm vậy là vì tôi. Xem ra trước đây tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Điện Huệ hạ độc lần này thật sự giống với kiểu cô ấy đã nói, là muốn cùng tôi cao chạy xa bay sao? Cô ấy còn giấu tôi cái gì? Cô ấy và Hôn Gia rốt cuộc có quan hệ gì? Em nhìn cho thật kỹ, Điện Huệ trước khi mất trí rốt cuộc có thân phận gì? Chính là anh ta. Có phải trí nhớ của cô ấy hồi phục rồi không? Nếu là như vậy thì rất có khả năng là một biến số nguy hiểm trên đường về phía nam. Cậu đợi ở đây đi. Rõ.
Thiếu sói, hoan nghênh ngài. Quỷ viên trưởng đang đợi ngài trong phòng làm việc. Xin mời, phó quan thái, làm phiền rồi. A Cường thật sự quá to gan, dám dẫn Nhật Tư vào bẫy của người Nhật. Còn đi bắt nói về cho ta. Trưởng môn, thiếu trưởng môn, chú Du. Chuyện của A Cường huynh đã nghe nói rồi. Cái loại bại đồ này chết cũng không quan. Vừa nãy huynh dẫn các anh em đi bắt hắn, nhưng lại muộn một bước. Chạy rồi sao?